chuyện xưa mãi không quên, đó là bản lịch cùng mái thi sống bên nhau gấp kia lầu son. Có trăm thuyền buôn đến mọi miền, sang giàu nhờ tài buôn bán đắp, chẳng đi xa để vợ ở lại quê nhà. Rồi một hôm có ngư dân lành ra đến xin miếng trầu câu, qua cơn lành run từ nơi đánh dấu. Nàng đem cho người cả cười trầu với thêm thương, người run rẩy đánh dấu giữa nước trời bao la. Nhưng rồi chồng về nỗi cơn ghen, mang nàng từng lời oan trái đó, xua đuổi nàng ra đi một mình lang thang. Vô tình gặp lại cố nhân xưa, đánh dầm gầy duyên đôi lứa, sắc son sống vui nơi túp lều. Bản lịch bỗng tay không đâm thuyền đổ vàng nơi sông sâu, ai ngờ rằng bê rồng này thành nướng dâu. Xô vang bản lịch đâm thuyền lại rơi vào vờ trong nghèo khó, từ nay sang giàu nhà cao cửa rộng. Rồi một hôm vua phong cho tuần tí thu gom những thuyền qua sông, ai ngờ người xưa gặp lại cố nhân. Nàng nhéo báng biết rằng dù anh vun gần bán xa, ơ mà sao tránh, ơ mà sao tránh cửa tuần em đây. Thế rồi vạn lịch quốc dâng cao, quyết đem tiền tài cho mãi thi, đi quyên sinh để mong mai thì tình tha. Tình tang tình tang tình tang tang, tiếng cho ngày xưa anh gắn bó với nàng, với nàng bấy lâu. Ai ngờ vạn lịch bỗng tay không đâm thuyền đổ vàng nơi sông sâu, ai ngờ rằng bê rồng này thành nướng dâu. Xô vang vạn lịch đâm thuyền lại rơi vào bờ trong nghèo khó, từ nay sang giàu nhà cao cửa rộng. Rồi một hôm vua phong cho tuần tí thu gom những thuyền qua sông, ai ngờ người xưa gặp lại cố nhân. Nàng nhéo báng biết rằng dù anh buôn gần bán xa, ơ mà sao tránh, ơ mà sao tránh cửa tuần em đây. Thế rồi vạn lịch quốc dâng cao, quyết đem tiền tài cho mãi thi, đi quyên sinh để mong mai thì tình thao.